Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Video của ngày hôm nay là lần đầu tiên mình nói đến vấn đề Bitcoin hay là Cryptocurrency ở Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà không thể không nói đến Bitcoin và không thể không nói đến Cryptocurrency nếu như mình là những người đầu tư chứng khoán Mỹ. Bởi vì ngày hôm nay là SEC, là cái tổ chức và giám sát tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã bật đèn xanh hay là đã phê duyệt cho 11 cái Bitcoin ETF. Và 11 cái Bitcoin ETF này sẽ bắt đầu được giao dịch ở trên thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày thứ 5 của tuần này. Ngày thứ 5 tức là ngày, bây giờ là mùng 10, ngày thứ 5 tức là ngày ngày mai là ngày 11 tháng 1 năm 2024, thì 11 cái Bitcoin này đã bắt đầu được giao dịch ở trên thị trường chứng khoán Mỹ một cách rất là hợp pháp và rất là official. Và đây là một cái tin mà mình nghĩ là sẽ làm rung chuyển cả cái giới đầu tư và thị trường chứng khoán Mỹ trong những tuần tới, bởi vì đây là một việc đã được chờ đợi hơn 10 năm rồi. 10 năm rồi là SEC đã liên tục từ chối, liên tục là không cấp giấy phép để cho những cái Bitcoin ETF này được thành lập. Và kể từ cái application đầu tiên là từ năm 2013, thì ngày hôm nay, đầu tháng, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, thì cái tổ chức SEC đã chính thức bật đèn xanh hay là phê chuẩn cho 11 cái Bitcoin ETF được ban hành và được phân bổ và được mua bán ở trên thị trường chứng khoán Mỹ một cách hoàn toàn hợp pháp và một cách hoàn toàn chính thống. Thì đó là một cái tin rất là lớn và cái tin rất là rung chuyển ở thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Thì những người đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ giống như mình và bạn thì chắc chắn là phải biết đến cái tin này, phải nghe đến cái tin này. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là mình phải biết sâu hơn nữa là cái tin này nó có nghĩa làm sao. Cái spot Bitcoin ETF này là như thế nào? Vì sao nó lại có một cái tính chất rúng chuyển như vậy cho cả cái thị trường chứng khoán Mỹ này? Và nó sẽ thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về Bitcoin và về cryptocurrency như thế nào. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video này, nó hơi dài một chút và nó hơi chi tiết một chút, để mình có thể chia sẻ tất cả các cái kiến thức mà mình học hỏi được về Bitcoin và về cryptocurrency và về spot Bitcoin ETF, để cho những người trong cộng đồng của mình biết và có những cái quyết định đúng đắn nhất cho cái cách đầu tư của mình. Một cái mà mình hay nhắc với mọi người là khi mình đầu tư an toàn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì mình chỉ nên đầu tư vào các cái quỹ index fund và các cái ETF thôi. Thì mua các cái index fund và cái ETF như là cái ETF VOO hoặc là VGT hoặc là SMH là các cái cách đầu tư an toàn, bởi vì là mình không có đầu tư vào các cái cổ phiếu riêng lẻ mà mình chỉ đầu tư 500 công ty lớn nhất ở Mỹ hoặc là 318 công ty công nghệ ở Mỹ hoặc là 36 công ty semiconductor ở Mỹ dựa vào các cái ETF này. Thì ngày hôm nay Bitcoin ETF có phải là một cách đầu tư an toàn vào Bitcoin và vào cryptocurrency hay là không? Thì mình muốn làm cái video này để giải thích cụ thể cái việc đó là như thế nào, để nếu các bạn còn nghe cái Bitcoin ETF này thì các bạn cũng biết nó là có nghĩa là sao, nó giống hay là khác nhau với cả cái VLO và cái VGT và cái SMH, và giống và khác nhau ở cái chỗ nào, để các bạn có thể có những cái hành động và những cái quyết định phù hợp nhất cho mình. Mình hy vọng cái video này sẽ được sự quan tâm của rất nhiều người trong cộng đồng của mình, đặc biệt là nếu các bạn không biết nhiều về cryptocurrency và không biết nhiều về Bitcoin cũng như là về các cái ETF, và cứ nghe mông lung là 11 công ty được 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 chấp thuận và được được xét duyệt là sẽ được cấp những cái ETF này, và liệu cả cái ETF này nó có an toàn hay không. Thì hy vọng cái kiến thức này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người trong cộng đồng của mình, để cho chúng ta có thể có những cái quyết định chính xác nhất cho cái việc mà đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ của mình.
Alright, trước khi mình đi vào phần giải thích cái thông tin rất là hào hứng ngày hôm nay, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình, thì channel của mình chỉ tập trung vào ba chủ đề. Mình chia sẻ các mẹo tài chính để tăng thu nhập, để giảm chi phí, và đặc biệt là mình có rất nhiều các cái video hướng dẫn đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì mình nghĩ sống ở Mỹ có tiền tiết kiệm, và thì mình phải dùng cái tiền tiết kiệm của mình đầu tư, và để tiền tiết kiệm đó có thể nảy đẻ ra nhiều tiền hơn, cho mình được lợi nhuận tốt hơn và an toàn hơn. Thì để đạt được điều đó thì đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ theo mình là cái cách tốt nhất và cách và một cách an toàn và bền vững nhất cho việc mình tăng tiền của mình để ra được nhiều tiền hơn và có lợi nhuận tốt hơn. Nếu đó cũng là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Bạn nhớ bấm nút subscribe giúp mình. Cảm ơn các bạn. Mình thường ra video vào mỗi ngày. Alright, bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay là SEC là cái cơ quan kiểm soát và quản lý cho tất cả các cái hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sau 10 năm sau 10 năm dùng dằng với các cái công ty tài chính, thì ngày hôm nay đã quyết định phê duyệt 11 cái Bitcoin ETF được giao dịch ở trên thị trường chứng khoán Mỹ một cách hợp pháp và chính thống. Ngày mai là ngày thứ năm thì tất cả các cái Bitcoin này sẽ bắt đầu được giao dịch. Thì đây là cái mẫu tin mà mình nghĩ là nếu các bạn bật các cái đài các cái bảng tin ở Mỹ như là CNN, như là MSNBC hay là Fox News hay là các cái bảng tin kinh tế, thì ngày hôm nay các bạn thấy tất cả các cái bảng tin đều sẽ đưa cái tin này: SEC ends crypto drama by approving 11 Bitcoin ETF. Thì người ta gọi ở đây là crypto drama là bởi vì cái drama này nó đã diễn ra liên tục 10 năm rồi. Năm 2013 là lần đầu tiên có người nộp đơn cho SEC để xin được ban hành cái Bitcoin ETF đầu tiên, và từ đó đến bây giờ là đã có hàng trăm cái hồ sơ nộp lên nhưng mà đều bị bác bỏ cả. Thì vào năm ngoái á, thì là đã có đến rất là nhiều công ty nộp đơn, và trong đó có những cái công ty rất là nổi tiếng và có tiếng tăm rất là tốt. Thì vừa ngày hôm nay SEC đã chính thức approve cho 11 cái Bitcoin ETF này được bắt đầu ban hành ở trên thị trường chứng khoán Mỹ và sẽ bắt đầu được giao dịch vào ngày mai, tức là ngày thứ năm, và bắt đầu được giao dịch. Cái ETF này là which begin trading on Thursday, tức là ngày mai. Và cái chuyện mà các cái ETF này bắt đầu được giao dịch chính thống ở trên thị trường chứng khoán Mỹ á, có nghĩa rằng á, là tất cả các cái plan mà 401k, IRA và pension plan có khả năng sẽ cho các bạn mua các cái Bitcoin ETF này từ cả cái tài khoản đầu tư của các bạn. Thì đó là một cái tin rất là lớn. Thì trước hết, 11 cái công ty mà được cấp phép để bán hành cái Bitcoin này là 11 công ty gì? Thì ở đây là 11 công ty mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết. Một là BlackRock, iShares cũng có một cái Bitcoin, ARK cũng có một cái Bitcoin, Wisdom, Invesco, Bitwise, VanEck, Franklin, Fidelity, Vakai, Grayscale và Hashdex. Thì đây là 11 công ty được cấp giấy phép để giao dịch cho cái Bitcoin ETF của họ. Và các bạn thấy ở đây là bốn công ty mà mình highlight đây là bốn cái công ty rất là có tiếng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. BlackRock là một cái công ty rất là lớn, và Fidelity thì là cái công ty mà mình nghĩ là chắc tất cả các bạn biết rồi, người nào có 401k ở Mỹ thì chắc đều có Fidelity, và các bạn thấy Fidelity cũng sẽ giao dịch một cái Bitcoin của riêng họ. Franklin là một cái công ty đầu tư rất là tăm tiếng, rất là nổi tiếng và cũng rất là lâu đời, cũng vài trăm năm trở lại đây rồi. Và VanEck là một cái công ty cũng rất là lớn. Thì đây là các cái tên tuổi rất là lớn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, và họ đều sẽ có cái sản phẩm Bitcoin ETF của họ được giao dịch ở trên thị trường chứng khoán vào ngày mai. Nếu các bạn muốn mua các cái Bitcoin ETF này thì đây là các cái code của các cái Bitcoin này để các bạn tham khảo. Còn việc các bạn có nên mua hay không thì mình nghĩ là các bạn đợi xem hết cái video này để cho các bạn có được một cái quyết định chính xác là các bạn có nên mua những cái Bitcoin ETF này hay là không, và các cái Bitcoin ETF này thật ra là nó là như thế nào. Alright, bây giờ đó là cái 11 Bitcoin đã được available và bắt đầu được giao dịch vào ngày mai. Bây giờ mình đi vào phần thứ hai của cái video này. Bitcoin ETF là cái gì? Và trong cái này á, là 11 cái Bitcoin này á, mình quên, mình chưa nhấn mạnh, đây là những cái spot
Bitcoin ETF. Thực ra nó có hai loại, nó có loại thứ nhất là Spot Bitcoin ETF và loại thứ hai là Future Bitcoin ETF. Thì là cái Future Bitcoin ETF đã được approve rồi và đã được mua bán ở trên thị trường chứng khoán rồi một thời gian rồi, và cái đó nó không có popular cho những cái đối tượng retail investor như là mình. Nhưng mà cái Spot Bitcoin ETF này thì bây giờ nó trở nên nổi tiếng hơn, thì nó trở nên mainstream hơn rất là nhiều. Thì Spot Bitcoin ETF có nghĩa là sao? Thì để mà giải thích được cái Bitcoin ETF này á, thì bây giờ mình quay lại một chút về cái chuyện là S&P 500 của mình, và mình hay hay nói á, là mình chỉ muốn khuyến khích các bạn đầu tư vào các cái quỹ chỉ số và các cái ETF thôi, như là VOO là một cái S&P 500 ETF. Thì kỳ VOO đó là nó một cái ETF, là nó một cái quỹ đầu tư, nó một là cái quỹ và nó đầu tư vào S&P 500. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình mua cái quỹ VOO đó thì mình đưa tiền cho cái công ty là Vanguard, là cái công ty quản lý cái quỹ VOO, và công ty Vanguard lấy tiền đó và họ chỉ đi mua những cái công ty 500 công ty mà thuộc trong cái S&P 500 index mà thôi. Thì thay vì mình á, ví dụ giống như là mình là người đầu tư một tháng mình bỏ vào cái quỹ VOO 1.000 đô chẳng hạn, cái cách đầu tư trực tiếp á là mình lấy 1.000 đó mình đi mua hết 50 cái cổ phiếu của 500 công ty trong cái S&P 500 index. Và khi mình mua như vậy á thì là mình có 500 công ty trong cái S&P 500 ETF, trong cái S&P 500 index. Thì là có những công ty nó rất là lớn, ví dụ giống như là Apple hay là Microsoft hay là Nvidia, cũng có những cái công ty nó nhỏ hơn rất là nhiều, và cả cái công ty mà nó lớn á thì nó có cái phần lớn hơn, ví dụ cái công ty Apple chẳng hạn nó sẽ chiếm là 12% của tổng S&P 500, và Nvidia thì nó sẽ chiếm 9%, trong khi những cái công ty khác thì nó chỉ chiếm 1% hoặc là 0,1% thôi. Thì không nhận là bạn phải lấy 1.000 đồng của bạn, bạn đi mua cổ phiếu của 500 công ty đó, mà đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái phần tiền mà bạn chia cho mỗi cái cổ phiếu á nó phải tương xứng theo cái mức độ đóng góp của nó trên cái chỉ số S&P 500 như vậy. Nếu mà Apple nó chiếm 12% thì nếu mình bỏ 1.000 ra mình mua 500 công ty thì mình phải mua Apple á, là 120 đô la, và nếu Nvidia chiếm 10% thì mình phải mua 100 đồng cho Nvidia, và nếu cái công ty ABC gì đó nó chỉ chiếm 1% thôi thì mình phải mua 10 đồng cho cái cổ phiếu đó thôi. Thì như vậy nó sẽ rất là khó khăn và nó sẽ rất là phức tạp và hầu như là không thể thực hiện được cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ như mình và bạn. Bởi vì tháng nào mình cũng muốn mua 500 công ty như vậy cả, mà tháng nào mình cũng phải xem có thử là cái mức độ đóng góp của mỗi công ty trong 500 công ty vào cái chỉ số S&P 500 là bao nhiêu để mình phân bổ cái nguồn tiền của mình hợp lý nhất. Thì nó sẽ rất là mất thời gian và nó sẽ rất là khó khăn để mình đạt được cái chuyện đấy. Thì khi mà mình mua cái quỹ VOO á là mình đã không cần làm cái chuyện đó nữa, mình chỉ cần cứ mua cổ phiếu của VOO thôi. Còn sau khi Vanguard người ta nhận tiền của mình khi mình mua vào VOO á thì người ta đã quay lại và người ta đã đảm bảo là người ta mua hết 500 cổ phiếu của 500 công ty này, và người ta mua theo một cách á là nó đúng với là cái phần trăm đóng góp của mỗi công ty trong năm công ty đó vào cái chỉ số S&P 500. Thì như vậy là cái lợi ích của nó rất là nhiều. Bởi vì nếu như mà không có các cái quỹ như là VOO hoặc là như là SPY hoặc là như là các cái quỹ khác mà người ta track cái S&P 500 ở các cái công ty khác nhau á, thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ như mình và những thậm chí là các cái nhà đầu tư lớn nữa cũng sẽ rất là khó khăn để thực hiện được cái chiến lược là tuần nào, tháng nào cũng mua S&P 500 cả. Bởi vì mình phải tính toán cả cái con số đó, và công ty nào ra khỏi cái chỉ số S&P 500 thì phải bán đi, và công ty nào mới gia nhập vào thì phải mua lại, và khi mà mua lại thì phải mua theo đúng một cái tỷ lệ đóng góp của nó. Như vậy thì nó rất là nhiêu khê và rất là phức tạp mà không phải ai cũng làm được. Cho nên á, khi mà nó tạo ra được cái quỹ ETF là cái Exchange Traded Fund như vậy thì cái benefit của nó rất là rõ ràng.
cực kỳ rõ ràng luôn, là mình là nhà đầu tư cá nhân không bao giờ mình có thể đi mua được 500 công ty theo một cái tỷ lệ đóng góp của họ cả, mà mình chỉ có thể mua được VOO, hoặc là có nhiều bạn thì mình thích mua SPY thì cũng không sao, hoặc có nhiều bạn ở cả cái quỹ, ở cả cái công ty khác như là Fidelity thì có một cái quỹ khác cũng track cho cái S&P 500, thì mình cứ mua cả cái quỹ này là mình coi như là mình đã mua được luôn cả cái chỉ số S&P 500 luôn rồi. Thì đó là cái lợi ích rất là lớn của việc thành lập cả cái quỹ ETF. Tương tự như vậy, đối với Bitcoin thì người ta nói như thế nào? Bitcoin á, nếu từ trước đến giờ á, mà bạn muốn mua Bitcoin hoặc là bạn mua cả cái cryptocurrency thì bạn phải mở tài khoản ở trên các cái sàn giao dịch mà chuyên về cryptocurrency như là Coinbase hoặc như là FTX hoặc như là Binance. Thì ở trên thế giới bây giờ nó chỉ có ba cái sàn giao dịch đó là lớn thôi. Mình nghĩ là có rất là nhiều các cái sàn giao dịch về cryptocurrency nữa mà mình không có biết được, mình cũng không có biết nhiều lắm. Mình chỉ biết Coinbase, FTX mà đã phá sản rồi, và Binance là ba cái sàn mà mình nghĩ là được coi là sớm nhất, là được coi là lớn nhất. Thì nếu mà bạn muốn mua cryptocurrency Bitcoin, Ethereum như là Solana hay là các cái cryptocurrency khác thì bạn phải mở tài khoản trên các cái sàn giao dịch cho chuyên về cryptocurrency. Và khi mà bạn mua thì bạn chỉ mua trực tiếp, ví dụ mình mua Bitcoin và Ethereum thì mình chỉ mua trực tiếp thôi. Và khi mình mua như vậy, và Bitcoin và Ethereum và Solana này nọ thì bạn biết đó là những cái đồng tiền, đó là những cái đồng tiền điện tử, cho nên cái việc mà mình mua được cái nó xong rồi mình phải giữ cái đó, và có những cái mã số này nó khá là phức tạp, và cái nguy cơ mà nếu như tài khoản của mình bị hack và người ta lấy cả cái đồng tiền điện tử đó thì cũng khá là cao. Và rất là nhiều người á không có muốn làm những cái chuyện không có thuận lợi chút nào như vậy, bởi vì họ phải mở tài khoản ở các cái công ty khác, mà những cái công ty này thì đâu có biết là nó có uy tín hay là không. Một cái ví dụ thực tế là FTX là cái sàn giao dịch cryptocurrency thuộc loại là lớn nhất nhì ở Mỹ, vừa bị phá sản vào năm ngoái, và cái ông CEO là vừa bị kết án luôn cả 13, 14 tội danh và phải đi tù chắc cả phải 1, 2 thế kỷ. Rồi cái Binance là cái ông CEO cũng vừa bị kết tội và phải trả lại tiền và phải đi ngồi tù cũng một vài năm nữa. Thì nó rất là nhiều các cái chuyện như vậy, đâu có ai muốn mở một cái tài khoản trên một cái sàn giao dịch khác để đưa tiền vào tài khoản đó mà lại không biết là nó sẽ đi đâu về đâu đó. Những cái chuyện đã xảy ra rồi, cả cái công ty này nó đã phá sản và tiền của nhà đầu tư bỏ vào cả cái sàn đó thì được sử dụng theo một những cái mục đích khác, những cái mục đích khác mà mình không biết được, cho nên những nhà đầu tư bỏ tiền vào cả cái sàn crypto á thì bị mất tiền rất là nhiều. Cho nên cái đó nó làm mất lòng tin của rất là nhiều người đầu tư nhỏ lẻ như bạn với mình. Và không nhiều người muốn tham dự vào cái thị trường mà nó hơi hơi mang hơi hướng chợ đen như vậy. Nhưng mà và khi mà nếu mà mình đã vượt qua được mình đã vượt qua được cái nỗi sợ chợ đen và cái những cái không thuận lợi về việc phải giao dịch ở trên một cái sàn điện tử khác, thì nếu mà mình mua được cả cái coins đó rồi á, cả cái crypto đó rồi á, thì là mình cũng sợ là khi mình mua vào tài khoản của mình, nếu tài khoản của mình bị hack thì người ta sẽ cũng sẽ lấy được hết tất cả những cái đó mà không có một cái bằng chứng gì cả, bởi vì tất cả những cái đó là virtual cả, cho nên bị hack một cái là mất hết. Thì cái đó là cũng là một cái nỗi nỗi sợ mà làm cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ như mình á không có muốn đầu tư vào 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 crypto hoặc không muốn đầu tư vào Bitcoin. Ngoài đó là hai cái lý do mang tính kỹ thuật, nhưng mà mình nghĩ cái lý do lớn nhất của những người mà không chơi Bitcoin là người ta vẫn không biết cái Bitcoin này nó đi đâu về đâu, và nó mới quá và nó rủi ro dữ quá. Giá của nó khi thì chạy lên cả 100.000 đô, khi thì nhảy xuống 20.000 đô trong vòng một vài ngày, một vài tuần, thì là không người rất là nhiều người sợ. Và thật ra cái mà mình sợ nhất á là cái giá trị hữu hình của cái Bitcoin này nó chưa có được chứng minh một cách thực tế. Về mặt lý thuyết á, thì ai cũng thấy được á, là cái Bitcoin này là nó sẽ là một cái bước tiến mới, nhưng mà những cái ứng dụng của nó cho cuộc sống hàng ngày của mình á thì chưa có rõ ràng lắm. Cho nên là bây giờ mình mua như vậy mà mình cũng không biết á, là
giá nó tăng là bởi vì những cái ứng dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày á nó lớn hơn và nhiều người có được lợi ích từ nó hơn, cho nên nhiều người sử dụng nó hơn, cho nên là cái giá nó tăng. Hay là cái giá nó tăng chỉ là đầu cơ thôi, tất cả 1.000 người, 1.000.000 người đều nhảy vào đầu cơ và nghe theo cả cái tin hành lang rồi cả cái tin sụt dạo này nọ để nhảy vào mua nó, thì không ai biết trước được. Mình á, thì mình sợ là cái giá tăng và giảm như vậy là chỉ do hoạt động đầu cơ, chứ không ai biết những cái ứng dụng thực tế của nó là như thế nào và cả cái value về economy của nó mang lại cho người sử dụng là như thế nào. Cho nên là không ai dám mua cả. Mình cái lý do lớn nhất của mình là như vậy. Mình có chơi, mình có mua Bitcoin hoặc là Ethereum thì mình cũng chơi theo cái kiểu là gambling mà thôi. Chứ mình cũng không có nghĩ, mình cũng chưa thấy được một cái bức tranh rõ ràng á, là những cái ứng dụng của nó vào cuộc sống hiện đại á, nó có gia tăng giá trị như thế nào, thì mình chưa thấy cụ thể được cái chuyện đó. Thì đó là những cái lý do mà từ trước đến giờ người ta không mua Bitcoin. Thì bây giờ á, khi mà có được cái spot Bitcoin ETF, nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là bây giờ bạn mua cái Bitcoin nhưng mà bạn không cần phải mua cái Bitcoin cụ thể, cũng giống như là mình mua cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất ở Mỹ nhưng mà mình không cần mua cổ phiếu của 500 công ty đó, mà mình chỉ mua cái cổ phiếu VOO thôi. Là VOO là cái quỹ mà nó đứng đằng sau, nó quản lý cổ phiếu của 500 công ty đó cho mình. Còn mình á, thì mình chỉ nắm cái wrapper thôi, tức là mình nắm cái quỹ VOO thôi, chứ mình không cần quan tâm là mình phải có cổ phiếu của 500 cái công ty này. Thì cũng như vậy đối với cái Bitcoin ETF, nếu mà mình mua cái Bitcoin ETF, tức là mình không cần có được cái mình không cần nắm chủ quyền của cái Bitcoin mà mình chỉ cần có cái ETF thôi. Và ví dụ mình mua cái Fidelity Bitcoin ETF đi, thì tiền của mình đưa cho Fidelity sẽ tự đi mua cái Bitcoin đó và tự quản lý cái Bitcoin đó trong cái chế độ hoạt động của họ. Mình không lo sợ cái chuyện đó, mình chỉ đưa tiền vào cái quỹ Fidelity Bitcoin ETF và mình sẽ có được cái phần. Nếu mà giá của Bitcoin tăng thì giá của cái quỹ Bitcoin ETF này nó tăng, giá của Bitcoin giảm thì giá cái quỹ này giảm, nó giảm. Thì nó cũng giống như là cái hình thức mà mua VOO vậy, giá trị cổ phiếu của 500 công ty nó tăng thì ETF VOO nó tăng, cổ phiếu của 500 công ty nó giảm thì VOO nó cũng giảm, y chang như vậy. Và mình không cần có được cái cổ phiếu của mình không cần có được cái cổ mình không cần nắm các cái coin thật sự của Bitcoin, mình chỉ nắm cái cổ phiếu của cái ETF này. Thì các bạn thấy nó giống nhau như vậy không? Cho nên là người ta mới sử dụng chung, người ta mới có chung một cái khái niệm để người ta đưa ra cái sản phẩm ETF. Và người ta nghĩ cái sản phẩm này á, nó mang lại được ba cái lời lớn nhất cho người đầu tư cá nhân như mình. Lời thứ nhất á, là khi mà bạn mua cái Bitcoin ETF thì bạn không hề phải lo sợ những cái chuyện quản lý cả cái đồng tiền ảo đó khi mà bạn mua được nó, bởi vì bạn không nắm giữ cả cái đồng tiền ảo đó mà bạn chỉ nắm giữ cổ phiếu của cái ETF này thôi. Còn Fidelity hoặc là BlackRock sẽ là những cái công ty mà họ phải quản lý cái đồng tiền ảo đó, bởi vì mình đưa tiền cho họ, họ sẽ đi mua cả cái đồng tiền ảo, họ đi mua cái đồng Bitcoin ảo đó, còn mình chỉ mua cái wrapper của cái Bitcoin đó thôi. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trước đây á, mà khi bạn muốn mua Bitcoin thì bạn phải mở tài khoản ở Coinbase hoặc là FTS thì phá sản rồi, nhưng mà bạn phải mở tài sản ở Binance hoặc là ở các cái sàn giao dịch về cryptocurrency bạn mới có thể mua được Bitcoin. Còn bây giờ á, thì bạn không cần nữa, bạn tài khoản ở đâu cũng được, ở Vanguard cũng được, ở Fidelity cũng được, ở Robinhood cũng được, ở Charles Schwab cũng được, ở tất cả các cái công ty giao môi giới chứng khoán Mỹ bạn có tài khoản, thì bạn chỉ cần vào đặt lệnh mua các cái Bitcoin ETF đó, bạn ở đâu bạn mua cũng được cả. Cho nên ở đây bạn thấy là có những cái công ty này nó tạo ra các cái Bitcoin ETF. Ví dụ bạn có tài khoản ở Fidelity là bạn mua được luôn, mà không nhận là chỉ cái Bitcoin ETF của Fidelity mà bạn có thể mua được cái Bitcoin ETF của BlackRock, của VanEck, của Franklin. Bạn mua được tất cả các cái Bitcoin đó, nó bây giờ nó là một mã thôi và nó được giao dịch rộng rãi ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, như là VOO, như là VGT, như là SMX, cho nên là nó rất là dễ giao dịch. Và ai người nào mà đã có tài khoản mua chứng khoán Mỹ rồi thì sẽ mua được các cái Bitcoin ETF này một cách dễ dàng,
chứ không cần phải tạo ra các cái tài khoản khác trên những cái sàn mới như là Coinbase hoặc là Binance hoặc là những cái sàn khác mà tập trung vào vào crypto. Thì cái chuyện đó nó có hai cái lời rất là lớn. Cái lời thứ nhất á, là ngay lập tức mấy trăm triệu nhà đầu tư ở trên toàn cầu mà đã mua chứng khoán Mỹ một vài năm trở lại đây rồi, hoặc là cả thập kỷ trở lại đây, hoặc là cả thế kỷ trở lại đây rồi, thì ngay lập tức họ bây giờ họ có thể mua cả cái Bitcoin ETF này được. Cho nên cái distribution của nó là cực kỳ rộng lớn. Và cái đó nó đã có một cái lợi ích thứ hai nữa, là bây giờ là trước đây khi bạn mở tài khoản ở trên Coinbase hoặc là trên FTS á, thì những cái đó nó không được regulation, nó không được regulated bởi bởi các cái cơ quan chức năng. Cho nên bạn, tiền của bạn mà người ta có đi làm tầm bậy tầm bạ như là cái vụ FTX á, thì bạn cũng không có làm được gì nhiều, bởi vì nó không có được quản lý một cách đàng hoàng bởi các cái giới chức trách. Trong khi bây giờ nếu bạn đưa tiền của bạn vào cho Fidelity thì cái mức độ tín từ của bạn cũng sẽ cao hơn rất là nhiều, bởi vì Fidelity là một cái tên tuổi nó rất là có tiếng, và bạn đã đưa tiền cho nó quản lý tiền hú của bạn, cái những cái tài khoản về hú của bạn sau này rồi. Thì bây giờ bạn mua thêm cả cái Bitcoin ETF của Fidelity á, thì nó chắc là bạn cũng cái mức độ tín từ của bạn cũng lớn hơn, và bạn cũng tin đó là nếu mà bạn bỏ tiền vào cái ETF này thì Fidelity sẽ không lấy tiền của bạn mà làm những cái chuyện tầm bậy, cho nên là cái mức độ tín tưởng nó sẽ cao hơn. Và đó là cái lợi ích thứ hai. Và cái lợi ích thứ ba nữa là bây giờ những cái tên tuổi lớn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu chơi và đã bắt đầu có những cái sản phẩm mà có liên quan đến Bitcoin, thì những cái chuyện mà liên quan đến Bitcoin á, nó bây giờ nó sẽ transparent hơn và nó sẽ rõ ràng hơn, nó nhiều người biết đến nó hơn. Có chuyện gì á thì là có nhiều người biết đến, và các cái giới chức trách như là SEC á, người ta cũng là quản lý những cái vấn đề này đàng hoàng hơn, chứ không phải là trước đây là nó nằm trôi nổi ở trên một cái nhóm chờ đen nào đó mà không ai biết đến. Thì đó là ba cái lợi ích rất là lớn. Lợi ích quan trọng nhất á, là cái lợi ích distribution, và những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ như mình á, là có trở nên tin tưởng hơn, bởi vì các cái sản phẩm này bây giờ nó đã được phân phối với là bởi Fidelity, bởi BlackRock, bởi VanEck hay là bởi Franklin này nọ, thì mình cũng sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ các bạn đi mua một cái sản phẩm gì đó, trước đây giờ là các bạn chỉ mua cái sản phẩm đó ở một cái siêu thị nhỏ nhỏ lẻ nào thôi, mà bây giờ từ những cái sản phẩm đó nó được phân phối ở trong Whole Food, thì các bạn thấy cái chất lượng của nó là tăng lên rất là nhiều. Cho nên là cái perception của bạn cho cái chất lượng sản phẩm cũng lớn lên rất là nhiều. Và mà bây giờ nó đã được phân phối ở Whole Foods, nó được phân phối ở ở Target, nó được phân phối ở Trader Joe's, thì là nó rất là hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu người có thể mua được nó một cách rất là dễ dàng hơn. Thì đó là cái lợi ích rất là lớn. Và bởi vì vậy á, thì khi mà nó được phân phối nhiều như vậy thì cái nhu cầu nó cũng sẽ tăng hơn, cho nên người ta nghĩ là giá của Bitcoin nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và có rất là nhiều báo cáo ngày hôm nay ở trên thị trường là người ta nghĩ là phải vài chục tỷ cho đến cả trăm tỷ đô la sẽ được đổ vào những cái ETF này, bởi vì bây giờ là giống như là mở cửa xả nước ra, là cái floodgate nó đã được open rồi, thì là hàng chục triệu, hàng chục tỷ, cả trăm tỷ đô la sẽ được đổ vào để mua các cái ETF này trong năm 2024 và năm 2025. Và các bạn biết rồi, là cái Bitcoin này á, nó cái số lượng mà đã được tạo ra cũng đâu có dễ, nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là nếu mà cái nguồn cung của các cái Bitcoin này nó không đủ nhanh và nó không đủ nhiều bằng cái nguồn cầu mà nó tăng đột biến như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì giá của nó sẽ đi lên trời. Cho nên nhiều người nói bây giờ Bitcoin nó đang khoảng 47.000, và nhiều người nói là giá Bitcoin có thể tăng lên đến 150.000 lần từ đây cho đến cuối năm 2025. Cho nên là có rất là nhiều cái hào hứng ở trên thị trường ngày hôm nay bởi những cái tin như thế này. Thì đó là giải thích của cái spot Bitcoin ETF, vì sao nó là một cái tin rất là nóng là như vậy. Và bây giờ các bạn tưởng tượng á, Bitcoin là một giống như một cái tên ở ngoài chợ đen, bây giờ overnight là nó được chấp nhận ở trên những cái công ty và những cái tài khoản danh tiếng nhất, những cái tên tuổi danh tiếng nhất. Fidelity mà có cái Bitcoin ETF
thì chắc là không còn cái tên nào mà có thể làm cho Bitcoin trở nên có danh tiếng hơn được nữa, bởi vì mình nghĩ Fidelity là cái công ty số 1 về lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là về lĩnh vực đầu tư an toàn và dài hạn, bởi vì đó là cái công ty cung cấp cái tài khoản 401k lớn nhất nước Mỹ, cho hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu người Mỹ, cho bao thế hệ này rồi. Cho nên là nếu mà Fidelity bán hành cái sản phẩm Bitcoin ETF thì là rất là nhiều người đầu tư sẽ bắt đầu tin tưởng vào nó và sẽ bắt đầu mua nó vào trong các cái tài khoản của mình. Thì mình không biết đó là một cái tin tốt hay là một cái tin xấu, nhưng mà đó là cái chuyện đang xảy ra ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Thì bây giờ mình đi đến cái phần thứ ba của cái bài ngày hôm nay. Thì khi mà cả thị trường chứng khoán Mỹ và cả triệu người đầu tư rất là tin tưởng hào hứng và nghĩ là Bitcoin sẽ tăng giá khủng khiếp lên đến 150.000 cho đến cuối năm 2025, và những cái lượng tiền mà đổ vào để mua các cái Bitcoin ETF này là cũng sẽ rất là khủng khiếp, thì các bạn có thấy hào hứng và các bạn có muốn mua kỳ Bitcoin ETF này không? Bản thân mình là mình đang có Bitcoin ở Coinbase, và mình đã mua Bitcoin này là cách đây gần cả 10 năm rồi, và mình bắt đầu với chỉ là 6.000 đô thôi, 3.000 đô cho Bitcoin và 3.000 đô cho Ethereum. Thì bây giờ mình đã lấy lại tiền vốn mình một vài lần rồi, thì bây giờ mình vẫn còn cái tiền lời ở đó, và mình vẫn còn một cái phần nhỏ ở đó ở trên cái sàn Coinbase. Thì bây giờ cái chuyện mà nó làm cho Bitcoin dễ giao dịch hơn, đến với nhiều người hơn và giá nó sẽ tăng hơn, thì theo mình á, thì mình vẫn chưa thấy được. Cái này là nó chỉ thay đổi về mặt hình thức, còn về mặt nội dung là nó vẫn chưa thay đổi gì cả. Những cái ứng dụng thực tế của Bitcoin về cái cuộc sống ở toàn cầu á, về cuộc sống ở Mỹ cũng như cuộc sống ở toàn cầu á, mình vẫn chưa thấy rõ ràng. Mà bây giờ mình có cảm giác những cái giá tăng và giá giảm của Bitcoin thì cũng chỉ gắn với nhiều về chuyện đầu cơ nhiều hơn là giá trị thực tế của nó. Mình vẫn chưa thấy một cái ứng dụng thực tế nào mà nó sẽ trở nên rất là lớn để làm cho cái giá trị của cái Bitcoin và những cái cryptocurrency này nó trở nên rất là thiết yếu cho cuộc sống của mình cả. Mình nghĩ trước hay muộn gì thì nó cũng đến đó, nhưng mà mất bao lâu nó mới đến được đó, và khi mà nó đến đó thì là cái ứng dụng nào là cái ứng dụng quan trọng nhất và cái giá trị của nó như thế nào thì là vẫn còn không có rõ ràng. Nhưng mà mình tin chắc á, là trước sau gì á, thì những cái ứng dụng của Bitcoin và các cái cryptocurrency nó cũng sẽ trở thành những cái ứng dụng hàng ngày trong cuộc sống hiện đại tới cả hành tinh của mình. Mình nghĩ sớm muộn gì thì cũng đến đó, nhưng mà mình không biết nó sẽ mất bao lâu để nó đến đấy, và khi nó đến đó thì là cái ứng dụng của nó là ứng dụng gì và cái giá trị của nó sẽ ra sao thì cái đó là mình không rõ. Thì mình nghĩ cái chuyện mà bây giờ đã có 11 cái Bitcoin ETF này á, nó chỉ thay đổi về mặt hình thức, tức là nó làm cho cái Bitcoin này dễ đến tay cho hàng triệu người đầu tư nhỏ lẻ ở trên toàn cầu, cũng như là ở nước Mỹ mà thôi. Chứ về mặt nội dung của kỳ ứng dụng của Bitcoin và giá trị của Bitcoin á, thì mình cũng chưa cảm thấy nó có thay đổi gì nhiều cả. Cho nên mình cũng không nghĩ á, là mình cũng sẽ tham dự vào cái chuyện Bitcoin ETF này một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như mà những người đầu cơ, nếu như mà nhìn vào cái góc độ đầu cơ và nhìn vào cái góc độ á, là who care cái chuyện ứng dụng của nó là ra làm sao và giá trị của việc ứng dụng đó là ra làm sao, nếu mà bây giờ mình có thể mua 10 đồng và mình đợi khoảng một năm nữa mình bán thành 30 đồng thì why not. Mà nếu một năm nữa không được 30 đồng á, mà mất 10 đồng đó luôn thì cũng không sao. Thì nhìn với một cái góc độ đầu cơ mà practical như vậy á, thì mình nghĩ là nếu như mà mình và các bạn bỏ ra một cái phần 5% của cái số tiền đầu tư hàng tháng của mình hoặc cái số tiền đầu tư hàng tuần của mình, và chỉ giới hạn 5 cho đến 10% thôi để mua cái Bitcoin ETF này, thì cũng không phải là một cái ý kiến tồi. Nhưng mà khi mua cái Bitcoin ETF này á, thì cũng nhớ là nên đặt ra đối với mình á, thì khi mà mình mua các cái khoản đầu cơ như vậy á, là mình đã bây giờ mình mua 10 đồng này, nếu mà cái này nó lên 50 đồng là mình sẽ bán, và sau đó nó lên thành 500 đồng thì mình cũng sẽ không tiếc. Tức là mình phải đặt ra cái mục tiêu là lên đến bao nhiêu là mình bán,
chứ đừng có sa đà vào đó là đến khi là mất luôn. Bởi vì các bạn này, khi mà mình chơi đánh bạc á, khi mình đi casino á, thì mình nói bây giờ mình đem đi 100 này, mà nếu mình lên được 500 là mình sẽ nghỉ. Còn mà nếu mình cứ ngồi mình tiếp tục chơi càng hăng máu á, là chắc chắn mình sẽ thua hết 100 đầu tiên mà sẽ móc tiền ra nữa, bởi vì càng thua thì nó sẽ càng hăng. Cho nên là sẽ tránh cái lỗi lầm đó. À, thì đó là quan điểm riêng của mình. Còn không biết các bạn thì thấy như thế nào? À, nếu mà các bạn đang xem cái video này và xem đến lúc này ấy, thì mình hỏi các bạn hai câu hỏi. Thứ nhất là bạn có cảm thấy hào hứng với cái diễn biến của ngày hôm nay hay là không? Và thứ hai, cái diễn biến của ngày hôm nay về cái chuyện đã có 11 cái Bitcoin ETF này á, có làm bạn thay đổi cái cách nhìn nhận của bạn về Bitcoin và về cryptocurrency không? Tức là nếu từ trước đến giờ bạn chưa đầu tư thì bây giờ bạn có muốn đầu tư vào Bitcoin ETF không? Từ trước đến giờ bạn đã đầu tư vào Bitcoin giống như mình rồi, thì bây giờ cái chuyện có Bitcoin ETF này có làm cho bạn muốn đầu tư nhiều hơn nữa hay là không? Và vì sao? Và bạn suy nghĩ như thế nào thì bạn chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Mình rất là muốn biết các cái quan điểm và những cái suy nghĩ khác nhau của các bạn khi mà các bạn xem những cái video của mình. Bởi vì mình làm các cái video này, mình cảm thấy mình chia sẻ rất là nhiều, mình nói về, mình trình bày rất là nhiều các cái ý kiến của mình. Thì mình cũng rất là muốn được nghe các cái ý kiến của các bạn. Thì có gì các bạn bỏ vào một comment giúp cho mình. Và nếu các bạn thích cái bản tin này và thích cái bài này thì các bạn giúp cho mình một nút like. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút subscribe để đăng ký với mình luôn. À, mình sẽ rất là biết ơn các bạn nếu các bạn đăng ký kênh với mình để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp các bạn trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.